Hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 11 năm 2018, Băng Châu cùng với Quang Nhật xin được trở lại với bản tin thời sự hàng ngày của đài CBN trên băng tầng 18.14. Và sau đây là những tin chính trong ngày. Hoa Kỳ sẽ không nhượng bộ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông và Đài Loan. Tổng thống Trump có thể yêu cầu quân đội bảo vệ nhân viên di trú ở biên giới phía Nam. Tòa Bạch Ốc khôi phục, thẻ vào Tòa Bạch Ốc cho phóng viên Jim Acosta. Một phụ nữ sống tại Dallas rơi vào tình trạng nguy kịch sau khi phẫu thuật thẩm mỹ tại Mexico. Kính thưa quý vị, và sau đây xin mời quý vị đến với bản tin đầu tiên trong phần tin thế giới cùng với Băng Châu. Bản tin Thế giới đầu tiên cho biết, Hoa Kỳ sẽ không nhượng bộ Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông và Đài Loan. Tin từ Hồng Kông, Trung Quốc cho biết, chính phủ Hoa Kỳ muốn duy trì mối quan hệ ngoại giao cao cấp với Trung Quốc, nhưng sẽ không nhượng bộ về các vấn đề Biển Đông và Đài Loan, theo một viên chức Hoa Kỳ cho biết vào hôm thứ Hai, 19 tháng 11. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tập Cận Bình và Phó Tổng thống Mike Pence chỉ trích lẫn nhau tại Hội nghị APEC ở Papua New Guinea. Đây cũng là lần đầu tiên tổ chức APEC không thể đưa ra tuyên bố chung sau khi hội nghị. Lên tiếng tại Hồng Kông vào ngày thứ Hai 19 tháng 11, ông Patrick Murphy là viên chức phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Washington vẫn giữ mối quan hệ ngoại giao với Trung Quốc trong các cuộc đối thoại đa phương và song phương, bất chấp chiến tranh thương mại giữa hai quốc gia đang diễn ra. Tuy nhiên, ông Murphy nói rằng mối giao thiệp giữa Washington và Bắc Kinh được duy trì suốt nhiều thập niên qua dựa trên nguyên tắc tôn trọng hiện trạng. Tuy nhiên, Trung Quốc nay lại đang thay đổi hiện trạng ở Đài Loan và Biển Đông, làm cho tình hình phức tạp thêm dẫn đến mối căng thẳng. Ông Murphy là một trong các viên chức ngoại giao cao cấp đi cùng Phó Tổng thống Pence trong chuyến công du châu Á vào tuần trước. Theo viên chức này, Đài Loan và Biển Đông là các thách thức lớn nhất trong mối quan hệ Mỹ-Trung và Bắc Kinh phải chịu trách nhiệm trong việc khiến cho tình hình trở nên nghiêm trọng. Ông Murphy nói rằng, Washington muốn đối thoại với Bắc Kinh, nhưng việc này là rất khó thực hiện khi Trung Quốc vẫn tiếp tục chiếm đóng trái phép bảo quân sự quá các đảo trên biển Đông. Kính thưa quý vị, và tiếp theo phần tin thế giới là tin Maldives sẽ rút khỏi hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc. Tin từ Maldives Raider dẫn lời người đứng đầu đảng lớn nhất trong liên minh cầm quyền của Maldives cho biết, chính phủ mới của Maldives sẽ rút khỏi một hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc vì việc một quốc gia nhỏ bé ký kết hiệp ước này với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là một sai lầm. Đây là dấu hiệu mới nhất của làn sóng phản đối Trung Quốc ở Maldives, là quốc gia nổi tiếng với những khu nghỉ mát sang trọng trên những hòn đảo san hô rủ bóng dừa. Ông Mohamed Nasheed, người đứng đầu Đảng dân chủ Maldives, tức đảng dẫn đầu liên minh cầm quyền liên bang cho biết sự mất cân bằng thương mại giữa Trung Quốc và Maldives lớn đến mức không ai nghĩ rằng giữa hai nước lại có một hiệp định thương mại tự do. Ông còn nói thêm rằng đây là một hiệp ước một chiều và Trung Quốc không hề mua bất cứ thứ gì từ Maldives vào hôm thứ Bảy, 17 tháng 11, khi nhậm chức tân tổng thống Abraham Mohamed Sola đã tuyên bố rằng các kho bạc nhà nước đã bị cướp và cảnh báo rằng đất nước đang gặp khó khăn về tài chính sau khi mắc nợ các bên cho vay của Trung Quốc. Cụ tổng thống Adulaz Jemen, người đã thất bại trong cuộc bầu cử vào tháng 9, đã ký hiệp định thương mại tự do trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi tháng 12 năm ngoái. Và cũng trong tháng đó, quốc hội của ông đã phê chuẩn hiệp ước bất chấp sự phản đối của phe đối lập rằng ông đã vội vàng thông qua tài liệu dài 1.000 trang trong vòng chưa đầy 1 giờ mà không hề tranh luận. Bên cạnh đó, thì Chủ tịch Trung Quốc đến thăm Philippines để thúc đẩy lợi ích chiến lược. Tin từ Manila, Philippines cho biết, vào hôm thứ Ba 20 tháng 11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Philippines để thực hiện một cuộc viếng thăm cấp chính phủ nhằm thúc đẩy lợi ích chiến lược từng được thực hiện trong bối cảnh Manila ủng hộ cho Bắc Kinh, với hy vọng nhận được hàng tỷ Mỹ Kim tiền cho vay và đầu tư. Ông Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm này 2 năm sau khi Tổng thống Philip Rodrigo Duterte tuyên bố về việc tái định hướng chính sách đối ngoại xa cách Hoa Kỳ và hướng về Trung Quốc, bất chấp nhiều thập niên bất đồng và tranh chấp hàng hải gây gắt với Bắc Kinh. Trong một bài bình luận trên tờ báo Star của Philippines vào hôm thứ Hai, 19 tháng 11, Tập Cận Bình đã ca ngợi ông Duterte đồng thời mô tả mối quan hệ giữa hai bên như cầu vòng sau cơn mưa và liên tục kêu gọi đưa ra biện pháp giải quyết thích hợp đối với các tranh chấp trên Biển Đông. Nhưng cách giải quyết vấn đề của ông Duterte đã làm phật lòng những người theo chủ nghĩa dân tộc, tức là những người cho rằng ông đã quá nhân nhượng và né tránh chỉ trích việc Trung Quốc xây dựng quân đội hoặc yêu cầu Trung Quốc tuân thủ phán quyết trọng tài vào năm 2016 là phán quyết đã bác bỏ tuyên bố chủ quyền của nước này đối với phần lớn của vùng Biển Đông. Tiếp theo là tin các bộ trưởng EU đồng ý thỏa thuận Brexit. Tin từ Brussels, các bộ trưởng Liên Âu vào thứ Hai 19 tháng 11 đã ký phê chuẩn bàn thảo thỏa thuận Anh quốc rời khỏi EU, trong bối cảnh hai bên bước vào tuần đàm phán cuối cùng. Ông Michel Barnier, nhà đàm phán Brexit và ông Gwyneth Blumow, chủ tịch luân phiên người áo của EU, cho biết bản thảo luận đàm phán sẽ được trình lên các lãnh đạo EU trong lễ ký kết vào Chủ nhật. Anh Quốc sẽ rời khỏi EU vào ngày 29 tháng 3 2019, nhưng sẽ vẫn tham gia thị trường chung châu Âu thêm 21 tháng nữa nhằm tránh gây gián đoạn thương mại giữa các nước. Nếu các đảng tại Anh không thể đạt được thỏa thuận trong thời gian này, London sẽ được một lần gia hạn. Ông Barnier nói rằng thời gian gia hạn kết thúc vào cuối năm 2022, Tuy nhiên, các nước thành viên vẫn chưa quyết định về thời điểm này. Các nước EU và cả Anh quốc đều không muốn giai đoạn chuyển tiếp kéo dài quá lâu. Tại London, Thủ tướng Theresa May nói bà muốn đạt được thỏa thuận thương mại vào cuối năm 2020 để tránh phải xin gia hạn thời gian tham gia thị trường chung châu Âu. Và theo dự kiến, bà May và 27 người đồng cấp sẽ ký thỏa thuận về việc Anh rời EU vào Chủ nhật và bà May cho biết chính phủ London đang trong những bước đàm phán cuối cùng và bà sẽ đến Brazil trong tuần này để gặp Chủ tịch Ủy ban EU là John Claude Juncker. Tin từ Úc Châu cho biết, ba người đàn ông bị bắt giữ vì chuẩn bị kế hoạch cho một cuộc tấn công quy mô lớn. Tin từ Sydney, Australia, vào ngày thứ Ba 20 tháng 11, cảnh sát Australia cho biết họ đã bắt giữ ba người đàn ông bị cáo buộc chuẩn bị kế hoạch tấn công quy mô lớn tại thành phố Melbourne biệt đội chống khủng bố bao gồm tổ chức tình báo an ninh Australia cùng nhiều cơ quan khác đã tiến hành cuộc bắt giữ nói trên. Theo lời cảnh sát, danh tánh ba nghi can đó là Hanifi Halis, 21 tuổi, Samet Eric Keoglu, 26 tuổi và ông Erton Eric Keoglu, 30 tuổi, đều là công dân của Australia. Họ đã bị bắt sau khi ba người bị cáo buộc đang tìm cách mua một khẩu súng bán tự động để thực hiện một cuộc tấn công vào nơi đông người. Ông Graham Aston, là trưởng quỹ viên cảnh sát tiểu bang Victoria cho biết đã điều tra 17.000 cuộc điện đàm và 10.500 tin nhắn giữa ba nghi can để thu thập bằng chứng cho vụ bắt giữ. Cảnh sát cho biết sẽ mất vài tháng để giải mã các cuộc gọi và tin nhắn. Hồi đầu năm nay, Australia đề nghị một dự luật yêu cầu các công ty như Facebook và Apple cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu được mã hóa có liên kết với các hoạt động đáng nghi ngờ. Tiếp theo là tin các quốc gia đánh bắt cá không đạt được thỏa thuận cắt giảm hàng ngạch cá ngừ mắc to tại Đại Tây Dương. Theo tin từ Reuters vào thứ Hai 19 tháng 11, Ủy ban Quốc tế và Bảo, Bảo tồn cá ngừ đại dương gọi tắt là ICCAT đã không đạt được thỏa thuận về các biện pháp bảo vệ nhằm ngăn chặn việc đánh bắt cá mắt to tại đại dương sau cuộc họp kéo dài một tuần tại thành phố Doris, Dubrovnik của Russia, hơn 60 quốc gia đã bắt cá ngừ cùng các tổ chức phi chính phủ và các nhà khoa học vẫn không thể đồng ý hàng ngạch cắt giảm để chấm dứt tình trạng cạn kiệt của cá ngừ mắt to. Hàng ngạch khai thác hiện tại là 65.000 tấn một năm sẽ được duy trì. Đánh giá từ ICCAT từ đầu năm nay cho thấy mức độ bền vững của quần thể cá ngừ mắt to trên toàn cầu chỉ ở mức 59%. Các nhà khoa học cảnh báo rằng nếu việc săn bắt không giảm ngay lập tức, trữ lượng cá ngừ mắt to có thể đạt mức báo động và càng kiệt trong vòng 20 năm tới. Mặc dù bị giới hạn, tổng số lượng cá ngừ mắt to được khai thác năm ngoái đạt 80.000 tấn. Con số này được cho là quá cao so với khả năng tái tạo của nguồn cung cấp hiện tại. Trong những năm gần đây, các quốc gia đánh bắt cá hơn 1.575 tấn mỗi năm như Brazil, Carver, Guatemala và Senegal được yêu cầu tuân thủ hàng ngạch. Tuy nhiên, những nỗ lực này đã trở nên vô nghĩa. Tổng thư ký Liên đoàn đánh cá Tây Ban Nha, CEPESCA, ông Xavier Garas, Paris nói rằng một số nước châu Á đã từ chối bất kỳ biện pháp được đề nghị nào có thể ảnh hưởng đến đội tàu đánh bắt cá người của họ. Cá người mất to được ưa chuộng trong món sashimi tại Nhật Bản và cũng được bán theo dạng hộp ở các siêu thị trên toàn thế giới. Các nhà khoa học đã tính toán rằng việc hạn chế tổng sản lượng khai thác đến 50.000 tấn mỗi năm trên toàn thế giới sẽ giúp số lượng các người mắc to hồi phục 70% vào năm 2028. Một bản tin từ Trung Đông đánh đi cho biết Airbnb sẽ ngừng cung cấp dịch vụ ở bờ tây Israel. Công ty cho thuê nhà Airbnb vào ngày thứ hai 19 tháng 11 cho biết sẽ ngừng cung cấp dịch vụ tại bờ tây Israel, gồm có khoảng 200 căn nhà cho thuê. Hành động này đã bị phía Israel chế giễu trong khi người dân Palestine lại coi đây là một bước tiến đến hòa bình. Israel đã chiếm đóng bờ Tây trong trận chiến một năm 1976 và những khu vực dân cư ở đây đều bị hầu hết các nước khác cho là phạm pháp. Phía Palestine cho biết hành động này là cản trở họ lập quốc, nhưng Israel thì phủ nhận điều này. Phía Airbnb cho biết quyết định này thể hiện hy vọng rằng cộng đồng thế giới sẽ sớm chung tay giải quyết xung đột dai dẳng giữa Israel và Palestine. Phía Palestine cùng những người ủng hộ họ từ lâu đã đệ đơn xin Airbnb ngừng dịch vụ ở khu vực này. Nhưng Israel đã cương quyết phản đối vì cho rằng đó là thiên vị. Bộ trưởng du lịch của Israel đó là Yariv Levin đã gời quyết định mới của Airbnb là hết sức hèn hạ và cho biết công ty sẽ bị kiện bởi những hộ dân ở khu vực trên tại tòa án Hoa Kỳ. Tổ chức vì Nhân Quyền đã tán dương quyết định của Airbnb và khuyên các công ty khác nên làm theo tương tự. Hiện nay, có khoảng 500.000 người Israel và 26 triệu người Palestine đang sinh sống tại bờ Tây. Kính thưa quý vị, và bản tin cuối cùng trong phần tin thế giới là tin Thủ tướng Hun Sen khẳng định không cho phép bất kỳ nước nào, nước ngoài nào đặt đặt căn cứ quân sự tại Cambodia, tin từ Phnom Penh, Cambodia vào thứ Hai ngày 19 tháng 11. Thủ tướng Cambodia Hun Sen tuyên bố trong cuộc họp nội các được phát trực tiếp trên Facebook vào thứ Hai rằng hiến pháp Cambodia không cho phép quân đội hay căn cứ quân sự ngoại quốc đặt trên lãnh thổ nước này. Bên cạnh đó, ông Hun Sen cũng cho biết Cambodia không cần lực lượng ngoại quốc chiến đấu trong lãnh thổ nước này như trước đây và ông sẽ không cho phép quốc gia của ông trở thành nơi thử nghiệm hệ tư tưởng hay vũ khí. Tuyên bố của Thủ tướng Cambodia được đưa ra sau ngày thứ Năm, ngày 15 tháng 11, khi tờ Asia Times đã dẫn các nguồn tin ngoại giao giấu tên và các nhà phân tích cho biết Bắc Kinh đã thực hiện vận động hành lang cho căn cứ quân sự hải quân tại Cambodia từ năm 2017, với khả năng chứa các chiến hạm, tàu khu trục và các loại tàu khác thuộc quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc. Theo tờ Asia Times, căn cứ nói trên là một phần trong dự án của công ty Tianjin Union Development Group của Trung Quốc với trị giá lên tới 3.8 tỷ Mỹ Kim. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có nhiều thông tin về dự án này. Trung Quốc, đồng minh mạnh nhất trong khu vực của Thủ tướng Hun Sen, đã chuyển hàng tỷ Mỹ Kim để hỗ trợ phát triển và cho vay vào Cambodia, thông qua các khuôn khổ song phương và sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc. Xin quý vị tiếp tục giữ màn hình của đài CBN trên băng tầng 18.14. Sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đài, chúng tôi sẽ trở lại trong phần tin Hoa Kỳ.